xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với người tên là Kid. Và đã qua thi rồi và bây giờ mình sẽ nhớ lại cái ký ức mà mình đã trải qua khi thi xong và đã khi chuẩn bị thi và đã thi xong như thế nào nhé. Và bây giờ mình sẽ dựng lại tình huống. À, mà đây là một vlog mà mình làm ra là để dựng lại một cái câu chuyện mà mình đã từng trải qua. Nên là mong các bạn xem hết video này để ủng hộ mình. Và ở phần cuối video thì mình sẽ có một cái đặc biệt nha. Bắt đầu video mới thôi. Ủa, bắt đầu thôi. Một, bị tịch thu điện thoại. Yeah, trời ơi, sao bữa nay được sướng như ta. Trời ơi, sướng quá. Cái gì? Chết rồi. Con trai à, con đang làm gì đó? Chơi gì vậy cha? Trời ơi, con đang chơi liên quân mà. Chủ đang chơi rồi ba chờ con tí đi. Tại ba đó, tại ba mà con thua rồi đó. Còn trả treo hả? Không lo học bài. Ngày mai thi rồi, ngày mai con thi môn gì? Con thi môn gì con phải chọn, con phải soạn bài nè. Để ngày mai mới thi được tốt chứ. Thi xong rồi muốn chơi cái gì mà chơi thì chơi, hiểu chưa? Dạ con biết rồi. Dạ để con đi học liền đây. Và tình huống thứ hai đó chính là bị ép buộc. Bị ép buộc có nghĩa là sao? Là phải gọi như thế này, là thí dụ như mình đang chơi điện thoại hay là mình đang ở không đi chăng nữa thì đều bị ép buộc phải học để ngày mai thi. Đúng là cuộc đời là bể khổ. Rảnh quá giờ không biết gì chơi được, trời, điện thoại á hả, hết pin rồi, chờ sạc xong mới được chơi. Mệt ghê vậy đó, bây giờ phải làm sao đi ta? Hay là giờ đủ mẹ đi mua đồ đi thôi. Đi đâu ta? Ào đi ăn gà rán. Lóc tay ra đi. Đi. Con rảnh đúng không? Con rảnh thì con đi học bài cho cha đi. Rồi con muốn làm gì con làm. Ngày mai là hai môn cuối rồi. Con thi giùm cha đi nha. Thi đi rồi cha thưởng. Ok. Và tình huống cuối cùng cũng là tình huống về khi chuẩn bị thi. Đó chính là bị quánh này đó chính là để coi bị quánh đó chính là thí dụ như mình học bài mà không thuộc thì làm sao đi ta? Nếu mà không thuộc thì bạc, còn nếu không thì cho cái chục roi vào đít, chứ nếu không là bây giờ không thể nào chịu nổi. Nên là bây giờ xin tình huống cùng mình nhé. Ây da, đau nhức quá. Con học rồi đúng không? Con học rồi thì hãy con đưa cho cha. Cha dò lại cho con. Đưa đây cha dò cho. Đưa đây. Dạ rồi, dạ con học. Dạ để con đọc. Dạ để con đọc cho cha nghe. Dạ. Do cuộc đời của tôi khổ dữ vậy trời. Sao khổ quá. Cha dò đi cha. Ủa, thích bà con lợn lột cha. Thôi con đưa viên cuối cho cha, muốn giờ cha mà cha dò nha. Không thù đúng không? Không thù. Cái này là cái tội gì biết không? Cái tội con không thuộc bài đó nè. Không thù. Đừng quên con nữa mà. Con học
ơi, con xin cha mà đừng có đánh con nữa. Con đánh con học nha cha. Và trên đây là những thể loại khi chuẩn bị thi mà mình đã từng trải qua khi chuẩn bị. Và nếu mà các bạn đã chuẩn, và đây cũng chỉ là phần 1 thôi, các bạn đừng lo nhé, tại vì phần 1 chỉ là những tình huống sự khác biệt giữa khi thi và khi chuẩn bị thi và khi đã thi xong phần 1. Và phần 2 thì sẽ có là những thể loại, những tình huống về sự khác biệt là phần 2. Nên là video của mình đến đây cũng là kết thúc. Nếu các bạn thích video này, đừng quên like, share và subscribe để GTN Kids có nhiều video mới hơn nữa nha. Và mình đã cũng đã nói đúng không? Ở đằng cuối sẽ có một cái bất ngờ nhỏ nhỏ. Đằng kênh của mình đã được 400 người subscribe. Nên là mình sẽ tổ chức mini game cho các bạn là chắc chắn là ở video sau rồi. Nhưng mà video sau là vlog mà. Nên là mình sẽ vlog chứ sau rồi mình sẽ làm video mini game cho tất cả các bạn nha. Ok, bye bye, và hẹn gặp lại. Và các bạn có gặp, các bạn đã từng trải qua như thế nào thì comment bên dưới để mình có thể làm cho tất cả các bạn, cho tất cả các bạn vui, cười, thoải mái và hài hước nhất. Nên là hồi cái đầu vô hồi nãy thì mình cũng hơi đố nên mình có tức là hài hước, nên là các bạn cũng nói mình cũng đố, và nên là đóng hai vai đóng rất khó luôn. Đây ok, và bây giờ nãy giờ cũng nói nhiều rồi. Mong các bạn xem video của mình và nhấn like cho mình một cái nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này, và nếu các bạn thích video này thì hãy ấn cho mình một like, share và subscribe cho channel GTN Kids để GTN Kids có cơ hội vinh dự để nhận được nút play bạn nha.